Chào mừng anh em đến với kênh Đam mê Năng lượng để trả lời cũng như giải đáp các thắc mắc của anh em nêu ra. Hôm nay thì đến với câu hỏi đầu tiên của một anh ơi, cho em hỏi. Em đang dùng hệ 48 4 bình 100 Ah, có một bình bị yếu lắm khi chạy kích bị lệch áp nhiều so với ba bình còn lại. Giờ em đấu một bình 12V 100 Ah cũ song song với bình yếu kia được không anh? Cảm ơn anh, chúc anh và gia đình sức khỏe. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều. Dạ được anh ạ, được. Đối với cái bình nó lệch áp bình yếu đó thì anh đấu thêm song song cho một cái bình cũ nữa để tăng thêm dung lượng cho nó đủ áp với ba bình còn lại nha anh. Được, hoàn toàn là được nha. Đó thì đồng thời đó anh cũng lắp thêm những cái mạch căng bằng ha, để cho nó căng những cái áp bình, những hệ câu nối tiếp cho nó ổn định nha anh. Rồi thì qua dạy thông tin xin chia sẻ cùng anh nha, hoàn toàn là được nha anh. Rồi xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh ơi, em sử dụng 800W pin 8 tấm mỗi 800W mắc song song hệ lưu trữ 12V, em dùng dây DC 6.0 dài tầm 15 m, lúc nắng to bộ sạc báo dòng sạc tầm 26 đến 29 Ah là hết cỡ thì dây nóng bừng. Vậy anh cho em hỏi nên thay dây to hay nên tách đôi hệ pin thành mỗi hệ 400W ạ? Rồi như thế này anh ạ, thay vì bây giờ nếu mà anh tách đôi cái dạng pin của anh ra 800W hết chia đôi thì cũng tốn tiền con sạc và tốn tiền cái đường dây. Thôi bây giờ như thế này, anh mua thêm đường dây 6 chấm nữa nha. Đó bây giờ trước kia, trước là anh sử dụng ví dụ như là cái đường dây là tất nhiên là hai cộng cộng DC á, một cộng đỏ và một cộng đen đó ha. Thì đi 800, bây giờ anh mua thêm một cộng nữa ha. Thì anh lấy bây giờ anh lấy cái cộng đó anh làm một cộng thôi, một cộng âm, thì anh mua thêm một đường dây nữa về anh làm thêm một cộng nữa, một cộng dương một cộng âm, là tất nhiên anh chấp dây đôi đi là ha. Đó tất nhiên là cái đường dây là 12 chấm, thay vì bây giờ anh sử dụng đang là dây 6 chấm, nhưng mà bây giờ anh lấy hai cộng anh làm một cộng thôi, chấp đôi lại làm lên 12 chấm đó ha. Chứ bây giờ anh tách đôi dàn pin ra thì nó cũng ok được, nhưng mà nó tốn tiền thêm con sạc, nó tốn tiền đường dây nữa đúng không? Thì bây giờ á anh chỉ cũng tốn tiền đường dây thôi đó nha. Đối với 800W pin mà cái dòng loanh quanh ra 26 đến 29A thật sự là nó không đạt sức, nó thấp lắm, thật là thấp. Với 800W pin nếu mà đạt đỉnh nắng tốt mà gặp cái pin nó đối điện ha, cái áp mà tầm tầm cái chừng 13.5 ha, mà nắng to 800W pin là đạt cái dòng khoảng trên 50A nha anh. Đó, trên 50A lận. Lúc tôi sử dụng 600W pin lúc trước tôi sạc pin hệ 12V nó, tôi sử dụng 600W pin thôi, cái dòng nó trung bình là 42A. Nó nha, trung bình là 42A rồi, còn cái lúc mà đạt đỉnh á, cái dạng mà đạt thoáng qua nó lên 45 hoặc 50A bình thường, đó là 600W pin thôi. Còn đối với anh là 800W pin thì nếu mà cái dòng trung bình là gặp lúc cái pin nó hơi đối đối điện á, là nó tầm khoảng rơi tầm dao động là tầm tầm dao động là nào khoảng 50A chứ không phải là 26 đến 29A nha. Thì do cái đường truyền ở đây có một cái thì đường 10-15 mét dây nó quá dài rồi anh ạ, quá dài. Đối với hệ pin câu song song á, cái này cái dòng rất là cao rồi, cái áp thấp rồi, thì bây giờ làm sao anh có thể làm cái này khó nhỉ? Thôi bây giờ như thế này anh, có cái cách khác rồi. Bây giờ khỏi mua thêm cái đường dây nữa, nó cũng tốn vài trăm ngàn. Bây giờ như thế này, 88 đấu nối tiếp lên trăm mà anh mua cái con sạc MBT, thay con sạc MBT, pin bây giờ anh sửa lại anh câu nối tiếp ha, vẫn giữ nguyên cái đường dây đó. Pin bây giờ mình chỉ thay đổi đi cái con sạc nha. Ở con sạc cũng thay đổi đi, tốn cũng mấy triệu nha. Chắc anh có anh đang sử dụng sạc BKM nha. Tại vì pin anh câu song song mà tôi chắc chắn là anh sử dụng con sạc BKM rồi. Nếu mà bây giờ anh đổi sang con sạc MBT 60A ha, 60A. Đó thì anh sửa, anh câu lại cái dạng pin của anh, nối tiếp hết 88. Đó. 88 là ok nha. Tại tại vì cái đường dây nó quá dài. Bây giờ nếu mà anh mua cái cộng sợi điện khác dạng chập đôi anh đi riêng đó thì cũng bị hạn chế cái dòng, tại vì cái hệ câu song song á, đường dây mà trên 10 mét là không 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 đạt rồi. Đó, bây giờ chịu cực tốn tiền một tí nha. Chịu cực tốn tiền là mua con sạc MBT 60A đó, về vẫn giữ nguyên cái dây DC 6 chấm đó ha, giữ nguyên đó, nhưng mà pin mình câu nó câu nối tiếp lại. Đó, câu nối tiếp lại cho cái dòng nó nhỏ lại, cái dòng tấm pin 100W nó khoảng trên dưới 5A à, năng áp lên 160V, 160V thì cái con sạc 60A là ok rồi đó ha. Được đó, theo ý kiến cá nhân riêng của tôi á, là anh nên thay đổi đi cái con sạc MBT để mình câu nối tiếp cái dòng pin của anh lại nha. Đó chứ bây giờ mà ví dụ như tôi mới vừa nói á,
mua dây điện về chập đôi thì nó không nóng dây nữa, nhưng mà cái đường nó quá dài đường dây điện quá dài 15 mét là quá dài, tôi thấy nó cũng không ổn, nó không đạt. Đó ha, nó không cái không đạt ở chỗ này. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh thì ở đây nó có hai cái, tôi đưa ra hai phương án, nhưng mà phương án thứ nhất thì tôi nói anh là chập cái mua thêm cái đường dây nữa về về chập đôi. Nhưng mà tôi thấy nó không hay, tại vì cái đường dây anh nó quá dài thôi, thì anh bây giờ anh ráng lên chút nữa mua sạc MPT 60A về pin mình câu nối tiếp lên, tại cái đường dây anh quá dài bắt buộc pin mình phải câu nối tiếp nâng áp lên rồi ha. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé, xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo câu hỏi đến từ một anh ơi cho em hỏi, em có 350W pin năng lượng mặt trời, một ngày nắng chỉ thu được 40Ah, em đã theo dõi mấy ngày liền, ngày nào cũng tầm từ 36 đến 40Ah thu về, anh xem 350W pin năng lượng mặt trời thu vậy có ổn chưa anh hay là chưa được, mong anh tư vấn giúp ạ, chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Thật ra như thế này nè, không biết là cái hệ lưu trữ anh như thế nào, không biết là anh có sử dụng điện hay không. Đó, cái này cũng tùy theo. Tôi ví dụ như bây giờ 350W pin nó thu về, nó báo trên con sạc là ví dụ như là từ 36 đến 40A. Bây giờ mình tính bên hệ 12V đúng không? Mình tính nó rơi vào tầm trên dưới 500W điện cho 350W pin nó thu về một ngày nắng là khoảng trên dưới 500W điện đó ha. Trên dưới 500W điện. Đó. Thì như thế này, cái quan trọng ở đây là cái lượng điện anh sử dụng bao nhiêu. Tôi ví dụ như tổng cái lượng điện anh sử dụng trong vòng 24 tiếng đồng hồ chỉ cái rơi vào tầm khoảng trên dưới 500W điện, thì cái pin nó chỉ thu về bao nhiêu đó thôi. Nếu mà nó thu về cao hơn nữa, chỗ đâu nó chứa nó lưu, anh sẽ không sử dụng điện thì làm sao mà nó thu về được nữa. Thì anh cứ nghĩ xem, không phải anh em lắp pin nhiều mà pin nó cũng tạo ra lượng điện nhiều, anh em lắp pin nhiều mà anh em không xài. Ví dụ như bây giờ anh có lắp 10.000W pin ra chứ nữa mà anh không xài watt nào, tôi coi như 10.000W đó nó không có thu về một watt nào. Đó, tôi nói đây thì anh hiểu chưa? Anh hiểu là mình phải sử dụng điện, mình phải sử dụng điện, sử dụng đi. Rồi mình mới biết mình sử dụng điện từ sáng đến chiều, mình sử dụng tương đương với cái công suất của cái pin mình đang có, thì mình mới biết được cái lượng pin của mình một ngày nó thu về được bao nhiêu. Đó ha. Chứ bây giờ anh không sử dụng điện thì pin nó chỉ tạo ra một cái bao nhiêu ắc đó thôi, nó nạp no vào cái hệ bình của anh thôi à. Rồi nó ngưng lại, nó không thu được nữa, nó không thu nữa thì làm sao mà đi ngang những cái con sạc mà nó lưu lại đó cái số ắc để anh biết được. Đó, nên anh hiểu cái vấn đề này nha. Tại vì anh không có nêu lên là cái hệ lưu trữ của anh bao nhiêu, anh sử dụng điện như thế nào. Đó. Nên tôi với dài dòng chia sẻ với anh ở đây là có sử dụng điện thì pin nó mới thu điện về, còn không có sử dụng điện thì làm sao nó thu về. Bây giờ tôi nói tóm tắt lại như thế này, anh có 350W pin, bây giờ anh để một ngày nắng đi, anh không sử dụng điện, anh không sạc pin thì làm sao nó có được một AH nào. Đúng không? Anh sử dụng 10Ah thì nó vẫn thu về 10Ah. Anh sử dụng 30Ah thì nó thu về 30Ah. Đó, tôi ví dụ như bây giờ như thế này, anh có 350W pin, một ngày nắng đẹp nó thu về tầm khoảng 1.700W điện đổ lại. Nếu trong vòng 24 tiếng đồng hồ anh xài trong cái khung là 1.700W điện đổ lại, coi như là nó đã đủ. Còn nếu anh xài khoảng 2.000 thì nó đã thiếu, tấm pin nó phục vụ anh cái lượng điện không đủ. Còn nếu anh xài 1.500W thì nó vẫn dư. Pin nó sạc nó dư thừa ra. Đó, anh xài 1.000 thì nó vẫn dư. Đó, còn nếu mà anh xài với cái mức dao động là cứ 350W pin, một ngày nắng đẹp thu về khoảng 1.700W điện, mà nếu anh xài trên 1.700 thì nó lại thiếu á, xài 1.700 đổ lại nó đủ. Đó. Thì tôi dài dòng chia sẻ ra để cho anh nắm được cái vấn đề ha, để anh nắm được cái vấn đề mà anh xem lại nha. Chứ không phải là cái 350W pin mà một ngày nắng là nó thu về từ 36 đến 40A, cái thì cái này cũng tùy theo anh sử dụng, không biết là cái hệ lưu trữ anh á. Ví dụ như cái hệ lưu trữ anh nó có ít, hoặc là anh chỉ sạc tầm bao nhiêu đó nó no điện rồi thì nó phải ngưng, nó điểm dừng ở đó rồi. Chứ bây giờ nếu mà cái tấm pin nó sản sinh ra điện nữa, nó sản sinh ra điện mà anh không sử dụng điện mà cái pin nó no rồi nó không ăn điện nữa mà anh không sử dụng điện thì thôi nó dừng lại. Đó, chứ giờ nó chạy đi đâu? Bình nó thì đầy rồi, nó chạy vào bình không được, mà anh không sử dụng điện thì nó không có chạy vào cái thiết bị điện của anh, thì bây giờ nó chạy đi đâu? Thì nó phải dừng lại ở điểm 40A đó rồi. Đó là như vậy nha anh. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh là vậy ha. Xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp đến là câu hỏi đến từ một anh ơi cho em hỏi, em đang sử dụng sạc MPT sạc cho bình lithium 48V 36Ah, dự định sẽ gắn thêm một bình lithium như trên và đấu song song vậy có được không ạ? Có cần gắn thêm mạch cân bằng sạc không anh? Cảm ơn anh đã cho những kiến thức bổ ích. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ, anh mua thêm một cái khối pin lithium về nữa, đấu song song vô được anh ạ, hoàn toàn là được nha. Thì không cần mua thêm những cái mạch cân bằng sạc xả gì hết nha anh, tại vì cái khối pin lithium 48V như vậy thì người ta đã lắp sẵn vô luôn là cái mạch cân bằng sạc xả và kim luôn cái mạch cân bằng chủ động á ha. Đó, người ta đã làm sẵn tích hợp sẵn rồi, anh mua về thì cái việc anh lắp song song vô là được nha anh. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé, xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh cho em hỏi 600W pin dùng sạc MBT 40A sạc cho hai bình 100Ah mắc song song dùng cho kích 1500W thì dây từ pin từ sạc vào bình và từ bình vào kích nên dùng dây lỗi bao nhiêu ạ? À? Em cảm ơn và chúc anh nhiều sức khỏe và xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. 600W pin anh dùng sạc MBT 40A hơi căng á nè. Đó, theo tôi thì anh nên đổi sạc 45 hoặc 50A nha anh. Đó, sạc pin hệ 12V nó thì sạc khoảng tầm 50A nó mới điều khiển được 600W pin nha anh. Còn 40A thì nó hơi bé đó, thì cái này anh hãy lưu ý lại nha. Rồi còn cái vấn đề nếu mà sạc MBT hệ pin mình cũng có thể là câu nối tiếp thì anh cũng có thể là dùng dây 4 chấm nha, dây cái lõi 4 chấm nha, ruột 4 chấm là ok rồi. Còn cái dây từ cái con sạc đi xuống cái bình thì anh nên mua dây dây 16 mm. Dây này là dây những anh em mà dùng bốt hàng á, dây 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 hàng bên cái bốt hàng hàng điện á, dây này nó chịu dòng từ 100 đến 200A nè. Dây này cái ruột cái lõi đồng dây nhuyễn nó mềm rượi, mình dễ làm lắm, mình dễ thao tác lắm chứ không phải là cái lõi đồng mà dây cái lõi cứng đó, lõi mềm mình dễ làm lắm. Đó. Thì anh nên mua cái dây 16 mm ở chợ địa phương á. Cái dây này dễ mua lắm, ở chợ địa phương nào cũng có bán hết hết à, hoặc là anh lên trên Shopee cũng có nữa ha. Đó. Thì anh câu dây 16 mm ha, dây đen này dây dùng cho bót hàng á, từ cái sạc xuống đến cái bình thì nó tầm tầm khoảng dài khoảng độ dao động 1 mét đổ lại nha anh, càng ngắn là càng tốt. Ngay cả nếu mà anh đi dây dây con kích á, thì anh cũng dùng mà dây 16 mm này luôn ha để cấp nguồn cho con kích nha. Nhưng mà anh sử dụng kích mà thường thường cái con kích nó có dây đi theo kích á, anh nên sử dụng dây đi theo kích nha. Thì dây từ bình đến con kích có tầm tầm khoảng 5 tấc thôi nha. Đó thì anh mua dây này về anh kết nối từ sạc đến cái bình ha. Đó là từ bình đến con kích. Đó thì dây 16 mm là ok rồi, lõi đồng mềm dễ làm lắm, dễ thao tác, dễ làm lắm, nó rất là dễ đó ha, nó chịu mới nổi nha. Còn dây mà từ pin xuống đến cái con sạc MBT á là dây 4 cái lõi 4 ly là được rồi, 4 chấm là ok ha. Thì ở đây thì anh thì không biết anh dùng cái bình của anh như thế nào. Ở đây thì anh cũng mua mấy mấy cái khoen đồng á, mấy mấy cái khoen đồng về anh bấm mấy cái anh làm mấy cái đầu cót từ cái cọng dây mà 16 mm như thế này nè anh. Đó, mấy cái khoen như thế này nè. Đó, tôi mua mấy cái khoen này về nè ha. Dây này cũng dây 10 và 16 mm nè, tôi câu nối bình song song và nối tiếp mà tôi cũng dùng dây này nè. Những cái khoen này, cái khoen đồng á về cái tôi tút ra, tôi đưa về đây, tôi lấy cái kìm bấm á, tôi bấm chặt lại rồi tôi dùng cái bật lửa tôi đốt chì á, tôi đổ đây cho nó chảy, cho nó có cái độ bám dính giữa cái đầu cót và cái lỗi đồng. Làm sao cho hai cái nó bám chặt vào nhau ha, để nó không bị oxy hóa giữa cái lõi đồng cộng dây điện và ngay cả cái bên cái đầu cót đó ha. Đó thì anh làm kỹ mấy cái chỗ đó lại ha. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh ha, dây từ pin xuống á thì anh đi dây lõi 4 ly nha. Đó, còn nếu mà dây từ cái sạc mà đi xuống đến cái bình thì anh mua cái dây mà dùng cho cái bót hàng ha, dây đen này ha. Đó, ở chợ địa phương nào nó cũng có bán hết ha. Đó, dây từ sạc xuống bình rồi từ bình lên kích thì anh cũng đi dây 16 mm vậy là ok rồi nha. Đó, nhưng mà lưu ý là mình đi đi dây ngắn ngắn thôi ha, dây từ bình đến kích khoảng 5 tấc thôi nha. Đó. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nha, xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh cho em hỏi bình viễn thông 155Ah mình sạc đầy điện áp báo 13,3V để qua đêm vẫn báo 13,3V. Nhưng sau mình kết nối qua kích 500W mình tải 900W được 1 giờ thì điện áp bình báo còn 12,5V. Mình không hiểu vì sao áp bình xuống nhanh như vậy ạ. Lúc mới mua thì điện áp không xuống nhanh như vậy hay là bình không còn được giữ điện nữa ạ? Em nhờ anh tư vấn giùm em ạ. Em chúc gia đình mỗi ngày một phát tài ạ. Và xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Ở đây có cái chỗ này tôi chưa hiểu là anh kết nối với cái con kích 500W mà anh tải khoảng 900W được 1 giờ hay sao anh? Tôi chưa hiểu ở cái chỗ này. Hay là anh sử dụng cái con kích 500W mà anh xả tải ra được 900W điện rồi. Ha, rồi anh để cái bình một tiếng đồng hồ sao anh đo điện áp còn 12,5V.
hay sao, tôi chưa hiểu chỗ này nên tôi không có nắm rõ. Nên tôi có dài dòng và chia sẻ với anh như thế này. Đối với cái bình 155AH, cái bình mới, bình viễn thông thì sạc non nó tích trữ được khoảng trên dưới 1800 W điện, là khoảng 1860 W điện. Đó ha, 1860 W điện. Đó. Nếu mà bây giờ anh lấy trong cái bình nó ra 900 W điện rồi đúng không? Anh lấy ra phân nửa điện rồi. Ha, anh lấy phân nửa điện cái bình bên trong rồi, anh sử dụng 50% rồi, nhưng mà cái bình nó vẫn áo, vẫn báo cái áp là 12.5V. Anh biết cái áp 12.5V trong cái lượng điện trong cái bình nó còn bao nhiêu không? Nó trên 60% cái lượng điện bên trong đó nha. Đó, như thế đó. Ví dụ cái bình của anh sử dụng rồi, anh sử dụng thế nào mà nó báo tầm khoảng 12.5V, nó nằm khoảng là trên 60% cái lượng điện bên trong đó nha. Đó. Rồi thì chỉ vậy thôi, tại vì tôi chưa có nắm rõ cái thông tin của anh á, tại vì anh nói là anh kết nối công kích 500W mà 500W mình tải 900W, tải 900W ra anh, là tất nhiên là anh kết nối công kích 500W, anh sử dụng điện được 900W, là tất nhiên anh sử dụng được phân nửa cái lượng điện bên trong mà điện áp báo 12V là ok, là quá tuyệt vời, không còn điều hỏi nha. Đó thì tôi chưa hiểu ở chỗ này, tải 900W được 1 giờ, có thể là tải 900W. Tuy nhiên là anh kết nối cái con kích 500W, anh sử dụng tổng hết cái lượng điện là anh sử dụng là 900W điện rồi. Rồi 1 tiếng đồng hồ sau á, 1 tiếng đồng hồ sau anh kiểm tra áp bình lại nó tụt xuống còn 12.5V phải không? Đúng vậy không anh? Đó thì tôi hay chưa hiểu chỗ này. Nếu mà đúng cái vậy thì quá tuyệt vời rồi, cái bình anh là quá tốt rồi, đâu còn gì nữa đâu. Đó, anh sử dụng 900W, anh sử dụng phân nửa cái lượng điện bên trong mà cái bình nó báo áp 12.5 là quá ngon lành này. Đó, quá tốt, quá xịn sò luôn rồi. Đó. Rồi thì quay về thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé. Xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo câu hỏi đến từ một anh, cho anh hỏi, anh có 3 bình Yamato 30AH kích sinh chuẩn 500W, muốn xài máy giặt 12kg, một ngày giặt một lần, nên xài bao nhiêu tấm pin và mỗi tấm bao nhiêu watt xài cho mùa mưa luôn, mong em tư vấn. À, chắc có thể là anh đã xem cái video tôi căng đông đo đếm cái máy giặt inverter 9kg đúng không? Nên hôm nay anh có đặt ra cái câu hỏi này. Nhưng mà như thế này nè, tại vì cái máy giặt 12kg á, tôi chưa có biết qua cái thông số nó như thế nào, cái tiêu thụ điện năng nó bao nhiêu. Đó, nên tôi không có nắm chắc là cái câu hỏi này là ba cái bình Yamato và cái con kích sinh chuẩn 500W không biết sử dụng cái máy giặt 12kg có được hay không nha. Đó, chứ còn riêng về cái máy giặt 9kg inverter á, thì đối với hai cái bình Yamato và con kích sinh chuẩn 500W thì nó chạy được ok phà rồi ha. Đó. Còn nếu mà cái máy giặt 12kg thì tôi không rành cho lắm nha anh, cái này tôi không rành nên cái vấn đề này nó hơi khó khăn để cho tôi tư vấn cho anh nha. Đó, nhưng mà cũng tùy theo cái máy giặt, nếu mà cái máy giặt anh làm máy giặt inverter đó nó khởi động mềm từ từ thì nó có thể là ok, còn nếu cái máy giặt thường, cái máy giặt module ngày xưa thì không thể được nha anh, tại vì cái máy giặt thường á nó không, cái máy giặt mà không có inverter cái dòng khởi động nó rất là cao nha anh, thì đối với ba cái bình và cái kích 500W thì không thể nào sử dụng được. Đó, còn nếu cái máy giặt 12kg máy inverter thì cũng có thể thôi nha, tại vì tôi không chắc chắn, tại vì tôi làm những cái video đó tôi căng đông đo đếm qua cái máy giặt, đó là máy giặt 9kg thì tôi có nêu rõ trong video là cái máy giặt do 9kg đổ lại thì sử dụng hai cái bình Yamato và cái kích sinh chuẩn 500W thôi là ok rồi. Còn cái này thì anh, cái máy giặt 12kg thì tôi không có nắm rõ cái thông tin chi tiết của cái máy giặt là nó ăn bao nhiêu. Đó, nó có thực cái nào tôi phải căng đông đo đếm qua tôi mới nắm được. Đó, nắm được thì mới có cái chia sẻ nó thực tế hơn, chứ bây giờ mà dựa trên cái thông tin lý thuyết chia sẻ nó cũng trật lắc hết răng à. Đó, bây giờ cái gì cũng vậy, tôi muốn cái nó phải xác thực. Tôi muốn tư vấn cái gì anh em này thì tôi nghiên cứu tối ngày, tôi căng đông đo đếm này hết này tới kia, tôi kiểm tối ngày để chi, mình có một cái kiến thức kinh nghiệm rất là sâu sắc đó để chia sẻ thực tế cho anh em thôi ha. Chứ còn nói về nếu mà trên lý thuyết thì mình sẽ trên Google thì nó hiển thị ra rất là nhiều cái lý thuyết, đọc cái lý thuyết có thiệt chứ đọc hoài đọc không hết, nó thiệt mà trên cái lý thuyết với thực tế nó khác xa vời vợi rồi ha. Đó. Rồi bây giờ như thế này, nếu cái máy giặt 12kg inverter thì cũng có thể, tôi nói cũng có thể không chứ tôi không có nói là chạy được hay không được nha, cũng có thể ha. Tại vì máy giặt inverter nó rất là nhẹ điện, nó khởi động mềm mà. Đó. Đối với một ngày anh sử dụng một lần ba cái bình Yamato, bây giờ anh hỏi cái tấm pin bao nhiêu watt thì nếu mà anh sử dụng riêng cho cái máy giặt một ngày giặt một lần thì cũng tùy theo cái chế độ giặt nha, cũng tùy theo cái chế độ giặt. Đó. Tùy theo cái chế
đồ điện giặt mà cái máy giặt nó tiêu thụ cái lượng điện, chẳng hạn như mình giặt mình không có mở cái chức năng là sấy nóng đó thì nó có thể là nhẹ hơn, thì chỉ cần ví dụ như ba cái bình Yamato và cái tấm pin tầm tầm từ 50 đến 100W là nó phủ phê cho một ngày không nắng luôn ha. Đó tại vì mỗi một lần giặt đồ á thì nó tiêu tốn cái điện năng mà cái máy giặt nó tiêu thụ quá. Cái máy giặt 9 kg tôi có căn đông đếm qua rồi á, giặt cái thời gian mà giặt đồ thường ngày 45 phút á, mà thời gian giặt thật nó diễn ra trên 1 tiếng hồ, cái lượng điện nó tiêu thụ á chưa tới 100W, chưa tới 100W điện đó. Thì mình đầu tư cái tấm pin bao phủ luôn những ngày không nắng, ngay cả mùa mưa luôn, cái tấm pin 100W là phủ phê luôn rồi. Tấm pin 100W ngày nắng tốt nó sản sinh ra 500W điện. Bây giờ một ngày không nắng đi thì nó cũng sản sinh loanh quanh đâu đó 100W điện, nó cũng đáp ứng đủ cái lượng điện là 100W cho phục vụ cho cái máy giặt giặt một lần trong ngày đó. Đó thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh vậy thôi, chứ cái này phải nắm rõ được cái máy giặt 12 kg nó ăn cái lượng điện bao nhiêu đó mới có cái con số nó rõ ràng và cụ thể rất chi tiết. Còn cái này tôi hay bị lập luận cái chỗ này là tôi không có nắm rõ được, nên tư vấn cho anh nó không được có nhấn mạnh cái điểm là ba cái pin Yamato 30H và cái con kit sinh chỉnh 500W và bao nhiêu watt pin để nó phục vụ cho cái máy giặt 12 kg một ngày một lần, nên tôi không có dám nhấn mạnh. Nhưng mà tôi chỉ nêu sơ qua cho anh tham khảo là cái máy giặt inverter 12 kg cũng có thể là sử dụng được ba cái pin Yamato và kit sinh chỉnh 500W và cái tấm pin 100W bao phủ luôn những ngày không nắng đó. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé, xin cảm ơn anh nhiều. Theo là câu hỏi đến từ một anh cho hỏi có hai tấm pin 540W nối song song là 540W sạc MBT 60A áp 150V sạc hệ 24 kích hay đấu nối pin nối tiếp sạc cho hệ 10 pin Yamato mắc nối tiếp lên 24V. À, cái câu hỏi của anh á tôi chưa hiểu anh hỏi cái gì. Đó, nhưng mà tôi nghĩ ý anh hỏi là hai cái tấm pin này anh đấu song song hay là anh đấu nối tiếp đúng không? Chứ ở đây thì tôi chưa có tìm ra cái câu hỏi của anh là hỏi cái gì hết đó anh ạ. Đó, theo tôi nghĩ là pin nha anh, pin pin bây giờ là pin anh đấu nối tiếp hay đấu song song. Thì bây giờ như thế này, nếu mà anh dùng cái con sạc MBT áp cao á thì cũng tùy theo pin mà đấu nha. Nếu mà cái đường dây á, cái đường dây từ cái con sạc đến cái pin á tầm tầm cái chừng 5 6 mét á thì thôi hai tấm pin này đấu song song lại với nhau nha, để cho nó ổn định nha, cái cường độ dòng điện mà pin nó tạo ra nha. Đó còn nếu mà nó đường dây quá xa nữa cái chừng 10 mét đổ lên á, thì anh cũng có thể là đấu nối tiếp hai tấm pin này, tại vì sạc MBT mà đó, mình đấu nối tiếp lên để nó truyền tải cái dòng điện đi xa cho nó tốt nha. Còn nếu mà cái đường dây mà từ cái pin mà đến con sạc nó gần gần 5 6 mét hay 6 7 mét gì anh đấu song song hai tấm pin này lại ha. Đó lỡ mà có khuất bóng ha, lá cây tre có bụi bặm gì nó khuất một tấm pin thì còn lại một tấm là nó cũng sạc là nó rất là ổn định nha. Đó còn mà đấu pin mà đấu nối tiếp á, lỡ khuất bớt một tấm á, hoặc là lá cây nó che khuất đi một xe pin hay là trên một tấm á, thì nó ảnh hưởng luôn hai tấm nha. Còn nếu mà mình đấu song song á, thì cho dù nắng nó che khuất một tấm nắng á, còn một tấm còn ngoài nắng thì nó vẫn thu về điện một tấm. Còn hả, nếu mà mình đấu nối tiếp hai tấm pin này lại với nhau á thì lỡ mà nó che khuất đi một góc tấm pin này thôi là coi như hai tấm pin nó không hoạt động được. Đó là như vậy nha anh. Nên cái này cũng tùy theo mà đấu nối ha. Nếu mà đường gần á, gần nhà, gần cái tấm pin mà lắp gần cái con sạc hệ thống của mình á, thì pin câu song song, còn lắp xa quá trên 10 mét thì câu nối tiếp nha anh. Thì lưu ý ở đây nếu mà đấu song song là đi dây điện nó to, là từ cái con sạc đến pin á, dây điện nó to. Hai tấm pin này đi dây 6 chấm nha. 4 chấm đổ lên là ok rồi, còn đấu nối tiếp á, thì pin dây cũng 4 chấm là cũng được rồi ha. Đó thì chắc có thể là tôi nghi nghi hỏi vậy chứ tôi chưa có tìm ra là cái câu hỏi của anh là hỏi cái gì nữa. Đó. Rồi, chỉ vậy thôi, nếu mà có gì thiếu sót thì anh cũng có thể là đặt câu hỏi lại ha. Rồi xin cảm ơn anh nhiều nha. Tiếp theo câu hỏi đến từ một anh, chào anh Thông, em có 4 tấm pin 210W dùng hai sạc Suo 30A mắc song song được không anh? Cảm ơn anh. Dạ nếu mà hệ 24 thì được, còn hệ 12 thì không nha anh. Tại vì anh có 4 tấm pin 210W đúng không? Vậy là mỗi con sạc 30A nó điều khiển hai tấm pin là tất nhiên là 420W pin cho con sạc 30A bên hệ 12V là không được nha. Sạc 30A điều khiển bên 12 tối đa khoảng tầm 400W pin đổ lại nha. Còn nếu mà cao hơn nữa thì nó sẽ không đạt hiệu suất, cái thứ nhất. Cái thứ hai này nó sẽ ảnh hưởng đến con sạc nên nó không hay. Nếu mà anh có trên 400W pin đó, nếu mà anh sạc bên hệ 12V, cái trường hợp anh muốn sử dụng hai con sạc á, điều khiển 4 tấm pin nè, là con sạc tầm khoảng 40A nha, 40A
Đó, 40A điều khiển, mỗi một con điều khiển cho hai tấm pin đấu song song được nha anh. Đó, sạc pin hệ 12V nha. Còn riêng hệ 24V thì ok, sạc 40A thì điều khiển hai cái tấm pin 210W đó là ok rồi. Còn riêng đối với 12V thì anh nên nâng cái con sạc lên là 40A. Đó, thì đấu song hai hai con sạc, mỗi một con điều khiển hai cái tấm pin là ok nha anh. Rồi, xin cảm ơn anh nhiều nha. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh. Em chào anh Thông. Anh ơi, hệ 24V tức là 10 bình Yamato câu hệ 24 thì em cần bao nhiêu tấm pin nhiệt áp cao 110V 160W? Em dùng xả điện ngày và đêm ạ. Cảm ơn anh và chúc anh thật nhiều sức khỏe ạ. Em có sẵn 4 tấm nhiệt áp cao 160W rồi ạ. Dạ, xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Không biết cái ban ngày anh xả điện là bao nhiêu? Đó, cái quan trọng ở đây là ban ngày. Còn đối với 10 cái bình Yamato như thế này nó tích trữ 3 kg điện. Bây giờ tính 3 kg điện cho anh xả ban đêm á. 3 kg điện là tức như anh bây giờ anh có 4 tấm rồi đúng không? 4 tấm 600 640W pin thì 640W pin á thì riêng 460 pin nó phục vụ cái lượng điện để anh sử dụng vào ban đêm. Rồi bây giờ tính tới ban ngày. Đó, bây giờ cái lượng pin ban ngày anh sử dụng bao nhiêu ha? Đó, quan trọng là phải biết cái thời cái lượng điện anh sử dụng ban ngày mới tính pin tiếp, chứ còn bây giờ riêng hiện hiện anh đang có bây giờ là 4 tấm pin này là 640W pin thì nó đủ sạc no cho 10 cái bình Yamato trong một ngày nắng đẹp. Đó là riêng 4 tấm pin này phục vụ ban đêm rồi. Còn bây giờ cần bao nhiêu tấm pin để phục vụ ban ngày cho anh? Nếu ban ngày anh có xả 3 kg điện nữa thì anh cứ tiếp tục đầu tư thêm 4 tấm nữa. Đó. Còn nếu ban ngày anh sử dụng xả khoảng 2 kg điện thì cũng có thể là đầu tư 3 tấm. Đó, còn nếu mà ban ngày anh sử dụng 3 kg điện, ban đêm sử dụng 3 kg điện thì anh nhân lên gấp đôi số pin của anh là khoảng 1.200 mấy, khoảng 1.300 pin. Nhưng mà đầu tư pin thì anh phải đầu tư lưa ra nhé. Đó, thì tôi tính đây là những ngày nắng đẹp thôi, còn những ngày nắng mưa xen kẽ thì nó lại thiếu nha anh. Đó, hiện bây giờ anh có là 4 tấm pin này nó phù hợp với nó sạc no 10 cái bình Yamato. Đó, để phục vụ ban đêm anh ha. Đó, còn bây giờ thì tính tới ban ngày nè. Đó, thì tôi mới vừa tính cho anh á. Đó, thì anh đang có một bộ điện trên dưới 3 kg, khoảng 3 kg đổ lại. Đó, thì anh sử dụng 24 tiếng đồng hồ đủ không? Nếu không đủ thì cứ đầu tư thêm mà tầm khoảng 2 đến 3 tấm pin nữa hoặc 4 tấm pin nữa. Nhưng mà theo tôi thì anh nên đầu tư thêm pin, thêm tầm cái chừng 2 hoặc 3 tấm nữa nha. Đầu tư pin nó phải lưa lưa ra, nó dư dư ra để bù đắp vào những ngày nắng mưa xen kẽ. Thật ra mà nói cái thời tiết nó ít nắng nhiều hơn là cái thời gian nắng. Một năm vậy mà nắng từ sáng đến chiều nó không có bao nhiêu ngày đâu anh. Còn cái thời gian nắng cái dạng như nắng mưa xen kẽ hoặc là nắng có mây hoặc trời sương mù, nói chung á thời tiết xấu thì nó chiếm nhiều hơn là cái thời tiết đẹp. Đó, nói chung là vậy, nên đầu tư pin anh đầu tư lưa lưa ra. Đó, thì hiện bây giờ nó đang cân đối với bộ điện của anh, nó đang cân đối ha. 10 cái bình Yamato với 4 tấm pin này nó đang là cân đối rồi đó. Đây là bộ điện 3 kg đổ lại, 3 kg đổ lại đó, 3 kg đổ lại. Nếu mà anh cảm thấy thiếu thì anh cứ đầu tư thêm pin. Đó nha anh. Khó xác định, tôi khó xác định để trả lời cho anh chính xác là bao nhiêu. Nếu anh đưa ra cái số là ban đêm anh sử dụng 3 kg điện, ban ngày anh sử dụng 2 kg điện hoặc 3 kg điện hoặc 4 kg điện thì tôi sẽ nói cái con số pin á nó chính xác hơn. Còn anh không nêu ra cái số điện anh sử dụng thì tôi không bao giờ tôi trả lời được hết, nên tôi hơi dài dòng mà nói lên nói xuống, nói lên nói xuống để cho anh em tham khảo mà thôi đó ha. Rồi, xin cảm ơn anh nhiều nha. Tiếp theo câu hỏi đến từ một bạn. Tấm 150W đấu song song với tấm 100W sạc có đầy pin 90A không chú? Cảm ơn chú, chúc chú sức khỏe. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Sạc đầy bạn đối với cái bình 90A, cái tấm pin 150W nó cũng sạc đầy cho một ngày nắng đẹp rồi. Ở đây mình có 250W pin mà sáng sạc đến trưa đã đầy rồi. Thật ra cái bình mình sạc xả tầm tầm 50-50 à. Ít có khi nào mình xả hết cái lượng điện trong cái bình 90W này. Đó, nên cái bình 90W này tích trữ khoảng khoảng 1.100W điện đổ lại. Nhưng mà trong quá trình mình xả ra tầm tầm cái chừng 600-700W đổ lại, nó còn bên trong nó vài trăm W, nên á cái lượng điện mà nó tiêu hao trong bình ra khoảng chừng 600-700W á, thì chỉ cần cái tấm pin 150W ha, nạp trong một ngày nắng đẹp là nó đã đầy rồi. Còn ở đây thì bạn có tới hai tấm mà tấm 100W nữa, là tức là mình có 250W pin mà sạc từ sáng đến trưa đầy rồi, đầy rồi ha. Đó, theo tôi á thì bạn nên sử dụng điện vào thời điểm có nắng nha. Ngày nào nắng đẹp mình cứ sử dụng tầm tầm khoảng trên dưới 100W giờ vào thời điểm có nắng tốt là ok nha.
chứ nếu mà mình không sử dụng điện thì nó cũng hơi lãng phí, tại vì 250 W pin mà bình 90 Ah mà đó, cái pin nó quá ít, pin nó nhiều đó, thì mình phải sử dụng điện vào thời điểm nó đang tốt. Rồi qua vài thông tin xin chia sẻ cùng bạn nhé, cảm ơn bạn nhiều. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh, đây cũng là câu hỏi cuối cùng trong cái video này, cũng còn khá là nhiều câu hỏi của anh em đặt ra hôm qua nay, nhưng mà thời lượng video đã có hạn rồi anh em mà, nên cái câu hỏi này là tôi xin tạm dừng lại rồi ha. Rồi thông tin của câu hỏi của một anh, chào anh Thông, tôi có hai tấm pin, mỗi tấm là 150W sạc Sure màu vàng, vậy mình đấu song song hay là nối tiếp để sạc cho hệ 12V, cái nào hay hơn vậy anh? Cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều. Dạ anh đấu song song hai tấm pin này anh ạ. Đấu song song hai cái tấm pin này lại, chắc con sạc Sure 30A màu vàng này phải không? Anh đấu song song lại nha, hai tấm pin đấu song song lại sạc hệ 12V nó ok nha anh. Rồi, thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé. Xin cảm ơn anh nhiều nha. Rồi cái video của tôi đến đây cũng xin tạm dừng nhé. Anh em xem video nhớ cho cái like nha. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng kênh Đam Mê Năng Lượng nhé. Còn bây giờ thì tôi xin chào.